Đi. Lưng. Em thắt lưng. Ngồi. Nó mở đau lúc này không? Vâng. Đeo đau lưng. Đừng tiêu hóa nhé, hơi có vấn đề. Đau rồi nó tí là bốc. Nhưng chạy kém. Cái quyền biển cảnh là có thể trở tranh lĩnh vực của mình thầy mua cái đấy mua là đây tập tranh hả? Cái biển tranh giả phẫu mua trên mạng mua ở đây trong tầm quá này. Trên giấy được nhưng mà nhìn bây giờ trên máy thì làm trên sao ấy sao chép thì nhìn lướt qua cũng chỉ làm đọc trên đấy mà được nó giờ ra giấy như là giấy là cứng giấy vẫn dễ chịu và văn bản cũng đọc cái giấy chỉnh sửa giấy thích hơn là chỉnh trên máy. Mình xem cái này là xem trên máy mà trên không rõ vào xem tranh thì nó mệt mỏi. Rồi, nghiêng ngay. Yeah. Bỏ nha. Nghiêng này. Yeah. Đúng không? Đó. À, ba ngủ à? Không. Chó đi chó lại. Tối thì ra sáng. Rồi, nè. Thoáng ra. Thoáng ra. Chú được cái, chớm cái là ổn định ok đúng không? Vâng. Em cứ thấy bộ được cả em đến ngay. Đợi chờ. Các bạn gần á. Từ nhà em xuống nhà em. Ba cơ. Ổn sợ quá. Mà.